Xuân Hợp xin chào mừng đến toàn thể các bạn đã đang theo dõi video ủng hộ trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Xuân Hợp xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn nào mà đang sử dụng cái dòng xe Tayga Vision đời mới như này mà có nhu cầu tự thay dầu cho xe của bạn tại nhà, vậy thì Xuân Hợp mời các bạn theo dõi video. Thông thường thì với dòng xe của bạn đang sử dụng từ xe số đến xe Tayga như này, chu kỳ để thay một loại dầu máy mới cho xe thì cứ dao động từ 1.500 cây cho tới 2.000 cây số. Thì các bạn cần kiểm tra và thay thế dầu máy mới cho xe của bạn để động cơ nó vận hành được tối ưu và tốt hơn. Và đây là một chiếc xe Vision đời mới nhất. Tiện đây mình thay dầu máy mới, mình sẽ chia sẻ đến cho anh em và các bạn để bạn nào mà có nhu cầu tự thay thế dầu máy mới trên cái dòng xe Vision đời mới này tại nhà, để cho các bạn cùng nhau tham khảo và cùng nhau sẽ áp dụng. Các bạn sẽ mua cho mình một loại dầu máy mới. Dầu máy thì tùy các bạn lựa chọn Honda, Castrol hay là Vitra, miễn sao phù hợp với giá cả và chất lượng cho anh em và các bạn là ok rồi. Thông thường thì với cái dòng xe Tayga đời cũ đời đầu, ốc xả dầu nó sẽ được nằm bên dưới ngay cái chỗ thước thăm dầu. Và đây là thước thăm dầu, đồng thời là chỗ châm dầu máy mới. Còn với tất cả dòng xe Tayga Vision đời mới thì ốc xả dầu nó sẽ nằm bên trái như này. Và đây là ốc xả dầu trên cái dòng xe Tayga Vision đời mới các bạn nhé. Để tháo mở được ốc xả dầu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc cà lê hoặc chiếc T12 như này để các bạn tháo mở ốc xả dầu trên xe. Anh em thợ thì sẽ có súng xì hơi để làm việc nhanh gọn lẹ. Còn với tất cả những anh em mà có nhu cầu tự thay thế dầu máy mới cho xe của bạn tại nhà thì khi các bạn xả ốc đáy dầu thì các bạn chỉ việc là chờ trong 5-7 phút để dầu trong bọng máy nó chảy ra hết là ok. Dầu máy của xe thì nó vô cùng quan trọng, đôi khi các bạn bận quên không để ý và đồng thời không có thời gian để đi kiểm tra dầu máy mới được, thì khi xe sử dụng lâu dầu máy sẽ bị hết chất nhờn, đồng thời là bị hao dầu theo với thời gian xe của bạn sử dụng mà ít kiểm tra và thay dầu máy mới, thì động cơ hoạt động trong tình trạng là thiếu dầu và không đủ độ nhờn, động cơ sẽ gây ra tình trạng là hao mòn rất đáng kể và sinh ra tình trạng là xe có thể là bị yếu máy và lì máy. Các bạn cần chú ý nhá, để đi kiểm tra và thay dầu máy mới cho xe của bạn đúng theo với định kỳ để xe hoạt động và sử dụng được bền bỉ hơn theo với thời gian. Các bạn sẽ nghiêng xe để cho dầu trong bọng máy chảy ra hết. Và đây là thước thăm dầu, đồng thời cũng là nơi đổ dầu máy mới cho xe, cho động cơ. Với anh em thợ thì sẽ sử dụng súng để xì cho nó sạch hết các cái dầu cũ trong máy ra. Còn các bạn mà tự thay dầu máy mới cho xe của bạn tại nhà thì khi dầu trong bọng máy chảy ra hết thì các bạn sẽ đóng ốc đáy dầu của xe lại. Với ốc đáy dầu của xe thì các bạn cần lưu ý chỉ vặn chặt tay tới tầm thôi nhé, tránh tình trạng là căng tay quá thì sẽ bị tung dần, thì lúc đấy rất chi là phức tạp. Với cái dòng xe Tayga thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc phễu đổ dầu như này để các bạn thao tác đổ dầu máy mới được dễ dàng hơn. Cách thay dầu máy mới trên cái dòng xe Tayga nói chung rồi là cái dòng xe Vision đời mới này nói riêng thì nhiều bạn cũng đã biết cách thay thế rồi. Còn nhiều bạn chưa biết cách thay thế dầu máy mới trên cái dòng xe Vision đời mới này thì tham khảo video và có thể là áp dụng. Kênh của mình thì chuyên chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy tại nhà, bắt đầu từ những các video đơn giản cho đến những các video chuyên sâu về lĩnh vực sửa chữa xe máy. Mình hy vọng là có thể giúp cho các bạn hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy của các bạn tại nhà. Và cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook rồi là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Bạn nào cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho các bạn thì mình sẽ giúp trong lĩnh vực sửa chữa xe máy mà mình đã và đang học hỏi được. Khi các bạn đã châm dầu máy mới cho xe của bạn ok rồi thì đến bước các bạn sẽ lắp thước thăm dầu, lắp chặt chẽ giúp mình này.
Và trước khi các bạn duy chín sử dụng xia thì các bạn cần để cho máy nổ khởi động lên trong vòng 5-7 phút để cho dầu ở trong hệ thống động cơ nó được bơm lên hoàn toàn trong động cơ để xia sử dụng được bền bỉ hơn theo thời gian các bạn nhé. Các bạn sẽ để cho máy nổ khởi động lên trong vòng 5-3 phút này trước khi mà các bạn duy chín và sử dụng xia. Ok, như vậy là video vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách thay thế dầu máy mới trên cái dòng xe Tayga nói chung, rồi là cái dòng xe Vision đời mới như của hôm nay mình làm video nói riêng tại nhà để cho các bạn tham khảo và áp dụng. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.